Với mong ước góp phần chuẩn hóa chương trình giáo dục âm nhạc cho độ tuổi mầm non Việt Nam, Trường Âm nhạc và Nghệ thuật New Kids vừa ra mắt dự án phi lợi nhuận chia sẻ phương pháp giáo dục cảm thụ âm nhạc cho trẻ mầm non với chương trình Nền tảng vàng Golden Foundation Music Course. Đây là bộ giáo trình âm nhạc do người Việt Nam biên soạn dành cho trẻ em Việt Nam. Nền tảng vàng là bộ sách song ngữ Việt-Anh được biên soạn bởi các tác giả của Trường Âm nhạc và Nghệ thuật New Kids. Bộ sách là ấp ủ của các tác giả về chương trình âm nhạc thuần Việt cho trẻ em Việt Nam. Mình rất là trân trọng đội ngũ tác giả, tại vì mình nghĩ là những người trẻ và lần đầu tiên làm những giáo trình như vậy cho trẻ em mầm non Việt Nam thì đòi hỏi khá là nhiều thử thách. Có một điều mà mình nghĩ là hơi hiếm ở thời đại này, đó là cái tính phi lợi nhuận. Trong bộ giáo trình này mình giới thiệu 8 kỹ năng, đó là 8 kỹ năng nền tảng cho âm nhạc. Trẻ em Việt Nam của mình cần một cái nền âm nhạc, giáo dục âm nhạc tốt hơn. Thì đó là cái động lực thúc đẩy cho nhóm tác giả viết nên cái giáo trình nền tảng vàng ngày hôm nay. Với mong muốn góp sức đổi mới nền giáo dục âm nhạc Việt Nam, nền tảng vàng sẽ được chia sẻ đến các trường mầm non, các trung tâm, cơ sở giảng dạy âm nhạc, Anh ngữ, kỹ năng sống, các giáo viên âm nhạc và phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non.